Xin kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, vừa qua, lưu vực Tứ Xuyên lại gặp một trận lũ khác. Lũ lụt xảy ra nhiều nơi tại Thành Đô và Lạc Sơn bị ngập nặng. Mưa lớn đổ xuống thị trấn Bình Lê, thị trấn Thiên Đài Sơn, thị trấn Gia Quan và những nơi khác ở thành phố Cung Lai với lượng mưa tối đa vượt quá 282mm. Lũ quét xảy ra trên địa bàn, đường phố, thị trấn cổ chìm trong nước lũ, một nửa số ngôi nhà ven đường chìm trong nước lũ, đường phố trở thành sông, giao thông và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Cùng ngày, thành phố Mai Sơn, tỉnh Tứ Xuyên hứng chịu mưa lớn, đường phố biến thành sông, ô tô ngập nước, cửa hàng và nhà cửa ven đường bị ngập. Giao thông và đường xá bị gián đoạn, thông tin liên lạc bị tê liệt. Thành phố Mai Sơn một lần nữa lại chìm trong nước lũ. Mưa lớn vào tháng này năm nay đã khiến thị trấn Hồi Long ở thành phố Củng Lai hứng chịu trận lũ lụt lịch sử một thế kỷ 3 lần trong một tháng. Thành phố Nha An ở tỉnh Tứ Xuyên đã trải qua trận lũ lụt lịch sử một thế kỷ 4 lần trong một tháng. Theo tin tức mới nhất do cảnh báo sớm Tứ Xuyên đưa ra, Cục Khí tượng huyện Ly và Cục Khí tượng Nha An của tỉnh A Ba, tỉnh Tứ Xuyên đã ban hành cảnh báo sấm sét vàng lần lượt vào lúc 15 giờ 44 phút và 19 giờ 45 phút ngày thứ Năm. Tỉnh Tứ Xuyên ngày thứ Bảy thông báo rằng trong 2 ngày qua, một số khu vực của thành phố Lạc Sơn đã hứng chịu những trận mưa lớn suốt 50 năm qua chưa từng thấy. Mực nước của một số sông địa phương đã vượt quá mức cảnh báo, lũ lụt tràn đê ở một số quận và 4 công dân mất tích. Tin tức Bắc Kinh đưa tin, theo tin nhắn WeChat chính thức của Tứ Xuyên, từ 19 giờ tối ngày thứ Sáu đến 2 giờ sáng ngày thứ Bảy, thành phố Lạc Sơn gặp phải mưa vừa đến nặng và huyện Mạ Biên hứng chịu trận mưa tồi tệ nhất trong 50 năm qua. Trận lũ lớn nhất được ghi nhận trong thủy văn đo được. Tính đến 1 giờ 40 phút, sông Mạ Biên đã vượt mực nước cảnh báo 3,12m, cao hơn bình thường 70cm, vượt mức nước đảm bảo 2,42m. Lưu lượng đỉnh xấp xỉ 2.820m³ trên giây. Lũ lụt ở quận Mã Biên hạt tự trị G tràn bờ kè. Nhiều bãi đậu xe ngầm trong thành phố bị ngập, diện tích lớn chỗ ở tầng 1 và các cửa hàng ở tầng trệt bị ngập. Một hộ gia đình gồm 5 người ở Tiểu Giang Tử của cộng đồng Shenli tại thị trấn Su Ba bị hư hại nhà cửa do mưa lớn. Nước vô tình rơi xuống nước trong quá trình di chuyển khiến 4 người mất tích và 1 người được cứu sống. Một cư dân mạng đăng trên bài đăng và đưa tin, chiều ngày 28 tháng 9 có cơn dông vào khoảng 5 giờ chiều, kéo dài đến khoảng 5 giờ sáng nay, mưa liên tục gần 12 tiếng. Trời mưa lâu như vậy, không có nhiều tin tức gì về việc hồ chứa Thiểm Tây bị vỡ, có nhiều lũ lụt như vậy, nhưng hiếm khi thấy chúng trên trang nhất của tin tức. Một cư dân mạng cho biết tỉnh Tứ Xuyên thực sự là một nơi rắc rối. Có người trả lời hậu quả của việc phát triển quá mức. Lạc Sơn nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử, sông Đại Độ, sông Thanh Nghĩa và sông Mân Giang chảy song song trong lãnh thổ. Nếu tình hình lũ lụt ở Lạc Sơn nghiêm trọng, mực nước sông Dương Tử chắc chắn sẽ dâng cao. Trước đó, hai thanh niên ở Lạc Sơn đã bị sét đánh tử vong. Theo Soho News, thành phố Lạc Sơn xảy ra sấm sét và mưa lớn ở nhiều nơi. Hai nam thanh niên bất ngờ ngã xuống đất gần tháp đồng hồ ở quận Ngũ Thông Kiều và tử vong. Hai người bị sét đánh chết. Có người cho rằng có thể bị sét đánh chết, ngã xuống đất do tiếp xúc bị rò rỉ. Người trong cuộc cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có hai thanh niên đang chuẩn bị lên xe kéo thì một người bất ngờ ngã xuống đất. Người còn lại cũng ngã xuống đất khi cố gắng kéo lên. Các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân quận Ngũ Thông Kiều xác nhận hai người đã tử vong tại chỗ. Về nguyên nhân khiến cả hai ngã xuống đất và tử vong, hiện cảnh sát địa phương đang vào cuộc điều tra. Hôm trước, Lạc Sơn, Tứ Xuyên gặp mưa lớn nhưng vẫn có rất nhiều du khách đến chiêm bái tượng Phật khổng lồ. Nước trên bậc thang tạo thành thác nước, du khách chỉ có thể bước lên thác nước rồi đi lên từng bậc một. Do mưa lớn, khu danh lam thắng cảnh đã tạm dừng bán vé tham quan leo núi và tạm thời đóng cửa Jinku Plank. Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều nơi trên đất liền có mưa lớn. Ngày thứ Bảy, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống huyện Dương Thành, tỉnh Sơn Tây, gây lũ quét xe cộ đỗ trên đường bị lũ quét lật nhào, gây thiệt hại nặng nề. Những đoạn clip và hình ảnh được cư dân mạng ghi lại cho thấy nước lũ tràn xuống các đường phố, đánh đổ các phương tiện và để lại nước ngập đến đầu gối ở một số khu vực.
một số cư dân mạng cho rằng không có gì lạ khi đêm qua, sau khi tan sở, nhiều người đã nói rằng họ muốn quay lại quận để lấy xe. Một số cư dân mạng địa phương cho rằng lũ quét có liên quan mật thiết với sự phát triển mạnh mẽ của ngành bất động sản, đất đai khắp nơi bị thu hồi, sông ao có chức năng trữ nước tự nhiên bị lấp đầy. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa quá mức đã khiến đất bị thoái hóa. Lưu vực sông Dương Tử bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kể từ tháng 6, khiến ít nhất 200 người thiệt mạng và hàng chục triệu người bị ảnh hưởng. Ngày thứ 6, một bờ kè dài 70m bị ngập ở Hoàng Mai, Hồ Bắc, làm ngập 15.000 mẫu đất nông nghiệp và ảnh hưởng đến hơn 10.000 người. Lũ quét ở Tương Tây, Hồ Nam đã phá hủy nhiều nhà cửa, ảnh hưởng và gián đoạn đường bộ, đường sắt. Mưa lớn và lở đất ở Vân Nam đã chôn sống một gia đình 7 người. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự đoán một đợt mưa lớn mới sẽ đổ bộ lưu vực sông Dương Tử từ ngày Chủ nhật đến thứ Ba. Kè sông Cao Thiên tại thị trấn Trác Cảng, huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã bị vỡ vào khoảng 3 giờ sáng ngày thứ Sáu. Chiều dài vết nứt tăng từ 50m ban đầu lên 90m. Lượng lớn nước lũ tràn ra khiến cho người dân địa phương phải di chuyển. Mực nước hồ Dương Lưu tăng nhanh. Được biết, bờ kè được làm bằng hoàng thổ, có vẻ như bờ kè đã bị sập do mưa lớn liên tục và ngâm trong nước kéo dài. Nước từ sông Cao Thiên lẽ ra đã chảy vào hồ Thái Bạch cách đó 1 km. Tuy nhiên, sau khi vết nứt xảy ra, nước từ hồ Thái Bạch cũng đổ vào sông Cao Thiên, sau đó theo vết nứt và làm ngập lụt đất nông nghiệp. Mưa lớn liên tục xảy ra ở huyện Cố Trương, tỉnh Hồ Nam trong những ngày gần đây, gây lũ lụt và lở đất ở nhiều nơi trong huyện. Ít nhất 24.000 người bị ảnh hưởng tại 5 thị trấn và làng mạc trong huyện, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế 41,2 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, tổng cộng 8 ngôi nhà bị sập ở làng Lệ Gia Trại, làng Cửu Long, làng Long Bình và những nơi khác ở thị trấn Mộ Dung. Đồng thời, các tuyến đường tỉnh và đường sắt địa phương cũng bị gián đoạn do lở đất và lũ lụt. Ngoài ra, danh lam thắng cảnh địa phương làng Mộ Dung Miêu cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. Hơn 100 khách du lịch bị mắc kẹt trong danh lam thắng cảnh một thời gian. May mắn là không có ai bị thương, tất cả du khách đã được sơ tán an toàn. Lượng mưa tích lũy ở huyện Trường Ninh, Vân Nam đã lên tới 110mm kể từ ngày thứ Tư. Một vụ lở đất xảy ra ở thị trấn vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Sáu. Một trang trại bị chôn vùi, 6 thành viên trong gia đình Trương Quý Thụy bị chôn sống. Không may Trương Quý Thụy đã thiệt mạng, 4 người khác bị chôn sống. 2 người bị thương được giải cứu đã xuất viện, 1 người vẫn nằm viện để theo dõi. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo từ ngày thứ Bảy đến ngày thứ Hai có mưa to đến rất to, mưa lớn cục bộ, mưa xối xả sẽ xảy ra ở phía đông Tây Bắc Trung Quốc, lưu vực Tứ Xuyên, Giang Hán, Bắc Giang Nam, Tây Giang Hoài, Hoàng Hoài, Đông Bắc, Trung Quốc phía Nam, Đông Bắc Trung Quốc. Khu vực bao gồm 10 tỉnh, thành phố gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Liêu Ninh. Lượng mưa mạnh nhất xảy ra đêm thứ Bảy đến đêm Chủ nhật. Từ 20 giờ ngày thứ Bảy đến 20 giờ ngày Chủ nhật, có mưa to đến rất to ở các vùng phía Đông Tây Bắc Trung Quốc, Tây Nam Bắc Trung Quốc, Tây Hoàng Hoài, Trung và Đông Lưu vực Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Hán và Tây Vân Nam, phía Bắc Thiểm Tây và phía Tây Hà Nam, phía Bắc Trùng Khánh, phía Tây Hồ Bắc và những nơi khác có mưa lớn cục bộ từ 100 đến 150mm. Từ 20 giờ ngày Chủ nhật đến 20 giờ ngày thứ Hai, có mưa lớn ở các vùng Bắc Kinh, Thiên Tân, Trung Nam và Đông Bắc Hà Bắc, Tây Nam Liêu Ninh, Tây Sơn Đông, Đông Bắc Hà Nam, Tây Nam Hồ Bắc và Tây Bắc Vân Nam, kèm theo cục bộ mưa lớn từ 100 đến 150mm. Dự kiến một số khu vực nêu trên cũng sẽ đi kèm với thời tiết đối lưu mạnh như mưa to trong thời gian ngắn, cường độ mưa mỗi giờ tối đa từ 70 đến 90mm, gió dông mạnh nhất có thể lên tới cấp 10 trở lên. Đài quan sát khí tượng nhận định, do mưa lớn nên dự kiến sẽ xuất hiện nguy cơ lũ lụt, lở đất và các thảm họa khác tại nhiều khu vực từ ngày thứ Bảy đến ngày thứ Hai. Đài truyền hình địa phương ABC Houston đã đăng một bức ảnh về cuộc giải cứu dây chuyền con người trên Facebook và Twitter vào ngày 28 tháng 9 và viết, lũ lụt đã lấy đi rất nhiều thứ, nhưng nó không bao giờ có thể lấy đi nhân tính của chúng ta. Chúng tôi thấy rất nhiều người hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn tất cả các bạn. Trong bức ảnh này, có thể thấy một số người đang nắm tay nhau, phần thân dưới ngập trong nước lũ, chỉ có cửa sổ của một số chiếc xe ô tô SUV vẫn nhô ra khỏi nước. Bên cạnh ghế lái còn có vài người đàn ông. Người dân địa phương cho biết người đang lái xe đến hiện trường vụ việc đã quay video cuộc giải cứu dây chuyền người từ một góc độ khác. Trả lời phỏng vấn trang Mashable, Matia cho biết, thời điểm đó chiếc xe ô tô SUV gần như bị nhấn chìm trong nước. Người qua đường rất lo lắng cho sự an toàn của ông lão điều khiển ô tô.
nên đã chung tay tạo thành chuỗi người và mở cửa xe để giải cứu ông lão. Một cư dân mạng đã phản hồi trên Twitter và viết: "Tôi không đến từ Quảng Tây nhưng tôi rất ấn tượng. Chỉ chưa đầy một ngày, bức ảnh đã có 18.000 lượt thích trên Facebook." Khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.